Nhà Trinh sẽ thu hoạch lê cả nhà ơi. Xin chào các bạn đi. Xin chào các bạn. Quả này xinh quá. Đây kia lê nhà Trinh. Cây lê này còn nhỏ xíu à, cái thân là bé xíu à cả nhà ơi. Mà năm nay nhà Trinh đi lăng giăn. Hôm nay nhà Trinh đi chơi ấy, thế là mấy tháng không có ở nhà, không có chăm sóc được cây lê cả nhà, cho nên là trái nó cứ nhỏ nhỏ như là những cái quả táo mèo như này cả nhà. Trinh vừa ấy phải vừa để ý Steven hái. Đấy, nhưng mà nó trái nó rất là ngọt nha cả nhà và mọng nước thơm lắm. Đây là cây lê nhà trồng lăng rằm. Dạ. Dạ. Rõ nó. Lăng rằm. Có gì. Xin quay phim cho nhà Stefan hái rồm. Đó, cũng để đến bây giờ là cũng đến cuối mùa rồi ấy. Đấy, xong mùa thu rồi. Đấy. Cứ muốn trồng lăng rằm. Thế phèn mà hái là cứ dụng ấy. Nó hát snọc. Còn mà Stefan nhìn không có da nữa. Nắng qua nó chói rồi nhỉ. Đi nê bần hát snọc. Đi. Thế áo không rồi. Ừ. Unta hát snọc ai chụp nó. Ta. Ta. Nhà Stefan hái không có nâng niu cái lê gì cả. Cứ phó đi tịch mít ly vào nhá. Đó, hát nó. Cái lê bé xíu cả nhà ơi. Vẫn còn quả nữa, lăng dòng. Vẫn còn một quả nữa. Ôi nặng nha cả nhà. Anh cao su cha gần, biết đó. Ui. Yeah, come here. Ê, giống như là một rổ cam vậy cả nhà. Đấy, nó cũng có, tại vì cái mình không có chăm sóc được nhiều á cả nhà, để nhà Trinh đi cả chơi cả một mùa hè ấy, mấy tháng không có ở nhà luôn, cho nên là những trái lê nó lớn lên tự nhiên cả nhà, không có chăm bón gì cả, không tưới nước nhiều, thế là cũng được một rổ khá nặng đấy cả nhà. Nó Austrian á, anh nông dân này. mùa hè này, cuối mùa hè rồi, bây giờ sang mùa thu rồi, bây giờ Trinh hái những cái lá mince này là lá bạc hà cả nhà, để ăn với rau sống hết cả nhà. Ôi, can tu phô bia gần, đắc tu ai tu phô bia gần. Nè, phô bia gần đi vô rồi. Dạ, đây mà. Stefan đã ăn thử. Ngon nha. Mọng nước nha cả nhà. Nó giáp tịch nữa. Ôi chứ. Stefan bảo là ngọt và mọng nước nữa, ngon lắm nha. Cho anh Tây anh nghe thử luôn. Ngon nha. Quá đã mùa hè nha. Quả mũ này là mua ở Việt Nam mang sang đấy cả nhà. Đi về Việt Nam đi nhà Trinh đi biển ấy, đi Vũng Tàu ấy là lựa được cái mũ này cho Stefan này cả nhà. Nó đi hút ra phòn Việt Nam đó. Vũng Tàu. Vũng Tàu đấy, Stefan bảo Vũng Tàu cả nhà. Hả? Dạ rồi. Rồi ít phô bia lắm. Ồ, trái ngon lắm cả nhà. Đấy, vàng ướp này cả nhà ơi. Lê nhà trồng cả nhà. Trái thì không có to như được ở ngoài siêu thị, nhưng mà đây là những cái trái mà tự nhiên ấy. Đó, nguyên mấy tháng hè nó tự... Stefan bảo là nó rất là mọng nước nha cả nhà. Mọng nước ngon lắm luôn á. Xin sẽ cắn thử một miếng nha. Wow. Để mình cắn thử miếng nha. Rất là mọng nước nha cả nhà. Đây là trái ở trong vườn nhà mình. Sạch nha cả nhà, cho nên là chỉ cần nó không có bẩn biếc gì hết á. Mình chỉ cần sơ qua chùi chùi đi một tí là ăn được luôn. Không phải rửa luôn cũng được. Hả? Ngon quá. Rất ngon nha cả nhà. Không phải là cây nhà mình trồng mà mình tự khen đâu, nhưng mà cái trái lê này mặc dù nó không lớn, nhưng mà
Nó rất mọng nước và ngọt cả nhà, ngon lắm. Nhỏ nhỏ, được mà rổ. Được mà rổ. Mọi năm thì Trinh mở nhà thì là Trinh tỉa, hoặc là Trinh chăm bón thêm một chút, bón nhiều phân thêm một chút ấy, thì là nó sẽ có nhiều cái trái to và ngon hơn. Nhưng mà nếu mà Trinh ở nhà ấy, thì là Trinh sẽ bón thêm một ít phân đạm ấy, với mình và thêm cái nước vỏ chuối ấy, thì trái nó càng ngọt và nó ngon hơn cả nhà. Thế hôm nay thì cuối tuần thì nhà Trinh ra vườn nướng thịt cả nhà ơi, và ăn hái trái lê, và ăn những cái rau sống và rau gia vị ở trong vườn thôi cả nhà. Cánh gà này. Nhà Trinh nướng bằng than nhưng mà vẫn để giấy bạc lên ấy, để cho nó đỡ bị cháy nhiều á. Nó cũng sạch cả nhỉ. Ngon quá. Rồi Trinh sẽ thưởng thức nốt cái quả lê này. Nghe rất là mọng nước cả nhỉ. Ăn đã luôn á. Xin chào cả nhà. Trinh và Stefan cảm ơn gia đình rất là nhiều, cả nhà rất là nhiều. Đã xem một cái video nho nhỏ vào ngày cuối tuần của gia đình Trinh. Chỉ rất là đơn giản thôi. Đơn giản và cuộc sống giản đơn cả nhà. Mong mọi người có rất nhiều là chúc mọi người nhiều sức khỏe. Nhiều khi cuộc sống mình chỉ cần những cái điều bình dị thôi cả nhà. Mình chỉ cần cuối tuần bình yên bên gia đình, ăn bữa cơm đạp ấm ở ngoài vườn. Stefan bảo là nói nhiều quá. Trinh và Stefan xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Xin chúc ông bà, cô chú, anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, gia đình đầm ấm hạnh phúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt mọi người, mình là Trinh. Cả nhà nhớ bấm đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất khi Trinh ra video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.